Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với video của Mạnh nhé. Và nếu như đây là lần đầu tiên mà mọi người đến với kênh Mạnh Hoàng Vlog ấy, thì hãy subscribe, đăng ký theo dõi kênh để nhận thông báo về những cái video mới nhất của Mạnh ra hàng ngày nhé. Và đừng quên like, share để ủng hộ Mạnh sau khi xem những cái video của Mạnh nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Vâng, trong lúc mà nhân dân cả nước ấy đang đồng cam cộng khổ chung tay vào gồng mình chống lại dịch bệnh. Đấy, có những cái em học sinh còn rất là nhỏ thôi đã đập lợn tiết kiệm của mình ra để ủng hộ, để cùng chung tay vào để chống lại dịch bệnh. Có những cụ bà 70-80 tuổi lưng còng rồi gom góp từng đấu gạo một, từng quả trứng, rồi từng cái đồng tiền mừng tuổi của mình ấy để mà ủng hộ cùng với nhân dân cả nước chống lại dịch bệnh. Đấy, thì có những người lại có ăn có học, đấy, chức cao vọng trọng, và cụ thể đó là Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Nhật Cảm, đấy, giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội CDC, đấy, đã cấu kết với lại nhân viên và một số cá nhân khác để trục lợi trong cái lúc dịch bệnh. Thì những ai mà quan tâm đến vụ án này thì có thể là vào Google search CDC Hà Nội là nó sẽ ra. Đấy, thì hôm nay Mạnh làm một cái video này để mà lên án những cái con người, lên án những cái hành vi không thể chấp nhận được như vậy. Đấy, mời mọi người đón xem. Không ngờ đục nước béo cò, giáo sư tiến sĩ chỉ nó riêng mình. Tưởng rằng lắm chữ anh mình, ngờ đâu mở mắt ăn tiền của dân. Cụ già tích cóp gom dần, từng đồng mừng tuổi từng cân gạo mùa. Chỉ mong Covid phải thua, để cho dân được cười đùa như xưa. Giáo sư tiến sĩ chữ thừa, không bằng thất học lòng nửa dạ lăng. Bao người đang phải xếp hàng nhận đồ cứu trợ cứu mang cuộc đời, thế mà tiến sĩ lại sơi thiết bị chống dịch một lời gặp ba, cùng nhau chia chác mặn mà không thương chiến sĩ phải xa gia đình. Chống dịch như cuộc trường chinh, chính phủ no niệu dân mình sẽ chia. Mà sao tiến sĩ lọc lừa, lợi dụng chống dịch như làm bừa hại dân. Bây giờ dịch đã nuôi dân, cán cân luật pháp lại gần xịch tay. Đáng cho một nụ chúng mày, nhân nào quả lấy tù này một gông.